chữa hết bệnh rồi nữa chị phải dạy thì người nó mới khỏe, tức là lưu thông máu huyết người mới khỏe chứ. Người bây giờ máu huyết không lưu thông, bởi vì cái câu tôi nói máu huyết mà lưu thông tốt là khỏe. Ở Trung Quốc nó có nhiều bài lưu thông máu huyết đó. Nó chỉ đi theo cái dòng, nó có thể cái dòng ở dưới dưới tôi đang dạy không, nó có ba cái dòng. Buổi sáng chỉ đi vậy thôi, phải phải tập khí công, nghĩa là loại cái này gọi là bát quái, thái cực bát quái, bộ tức đi bộ theo dòng đó thôi. Sao một loại đi bộ mà tay phải ấy như kiểu nữa chứ ở phải tay nó không có, nó có có 8 cái cách giơ tay, có một cái đi tay nha. dày, À, vậy hả thầy? có một cái dày, À. có một cái dày, cái để đi đi đi, đi hỏi hết rồi. À nó hay vậy, nó giống như chị đang bưng đồ chị đi theo cái gì á, đó là cái kiểu là thái cực bát quái. Còn lại loại nữa là cứ đi cứ kiếm cầu thang đi lên đi xuống, cầu thang sẵn sẵn hoặc là đi bật 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 lên 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 xuống 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 vậy là sao mấy Còn người hàng già sáng hả thầy? còn sẵn nữa đó nè đó, đó cái còn Đi tập cửa đoàn hàng á sáng chi vậy thầy? Khó đi tới mộ thì luôn. cái người già cái dịnh 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 đi lên dịnh 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 như vậy sao thèm Còn cầu thang thẳng cầu thang thẳng lại lầu thang thì thường mình tốt cứ không? đi lên tốt luôn thì phải biết cách nó có bài để đi chứ không phải đi đại như cứ là của người ở ngoài thì là chỉ đi cầu thang đi lại, còn khí công đó, nó có bài phải đi làm sao đi làm sao. Ví dụ đi cầu thang của khí công ngày đầu mà đi một bậc một bậc giỏi rồi một bước hai bậc, cái người già bước một lần hai bậc nó cao một chút, mỗi lần cao những cái mạnh lắm hay lướt rồi nó thì cho đi một năm một bậc thôi. Thì ngày đầu tiên chị đi từ cho nhà chị ba lầu, chỉ đi từng bước lên tới lầu ba, mày đừng bao giờ cái hơi thở mình nó dồn dập, đừng cho nó thở nhanh, Nói điều rồi. mà không được dịch cầu thang nó đi từ từ một Vậy hả thầy? lên 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 tới đó rồi đi xuống, mà đi tới lầu nghỉ tới đó, đi lầu nghỉ nó đi qua. Mới đầu ngày đầu đi ba lầu có thể 3 phút đi, chừng một tháng sau có 1 phút rưỡi mà Đi đi tới một đâu đập nghỉ nhanh, tới đó có nghĩa là sao? tức là chị ví dụ chị bước lên cầu thang lên cái giày xong nghỉ, đừng để nó thầm thình thình thình. Ví dụ đang đi đi hồi thấy nó đập từng thình ngừng lại chút À, thấy bước từng bước thình nghỉ. để đi đi hồi mà thấy nó đập từng thình nghỉ thông trở nó đập nhanh lúc nào cũng vậy, nguyên tắc từ đó thời gian, tại vì mình khi người già Tắt đừng chưa thầy, đừng có tính tính với thời gian tắt chưa thôi. rồi bây giờ đúng không đâu. Cái người chị mà đau là cái tay đúng không phải không kéo đây vậy rồi đó đúng rồi đó. Bây giờ nhắc lại cái tóc cũ, khoan khoan em tắt cái này nha. Cái cũ là cái hướng dẫn không, tôi không có hướng dẫn thì chỉ múa tới cái thức cũ. Dạ đúng rồi, múa là thức cũ hả thầy? Thức cũ là về chỗ nào về đang về. Ôi mất cái tay thầy ơi, sao kỳ quá thầy ơi. Mua đây chút quá. Rồi. Phải không, làm lại nha. Đó, cái thức cũ bữa đó tới tới đây, bữa đó cũng kiểu cũng này rồi, có khúc này là phải không? Mình đi những cái xỉa cũng có không? Đó là cái thức chuẩn bị ở đây nè. Thức ngọt của chị là không có chị để gì ra phải không? Phải không? Rồi hai là chị kéo tay về phải không? Rồi ba là đẩy tay về phải không? Bốn là lên về năm cái đây phải không? Rồi đây có luôn phải không? Sáu xuống lại. Quá đi đến đây phải không? Dạ. Đó, tới đây, bây giờ tiếp nè. Nối bài chỉ trước tới đây, tiếp. Khi nó ưỡn lại, đứng lên. Thì bắt đầu, cái tay ra vậy. Cũng giống kia. Xô lại ưỡn, ưỡn lại chân lại. Xoay tay lại, ưỡn tay ra. Mấy kỹ thuật giống nhau, kéo tay này ra. Thấy không? Rồi tiếp tiếp quên để nó lặp lại cho cái đây là một cái đây bắt đầu nối đây bắt đầu tới đây một cái mới là một nè cái em mới hai nè cái ba nó là dày nha rút ra nè đưa ra rồi cái bốn là nó dày nó rút ra nó xỉa lên dày lên dày cái năm là nó đè cái tay trái đè ra cái đây cái đây cũng nhón lên à xuống sau là đẩy cái tay trái ở trong nhón lên à, xuống còn cái này đẩy tay trái trong rồi thả xuống nữa là đẩy ra
xuống, rồi cái này là lại trở lại cái kia. À, rồi nó qua đây chỉ. Rồi, hết bài là chấp tay vậy, cửa ra vậy. Giờ tôi như vậy, xong lát hồi tôi múa chậm chậm cho chị coi. Xỉa, cái này khi xỉa này là xỉa thẳng rồi cái này. Xỉa cái này làm sao cái chỗ này nó căng lên. Yeah. Căng lên. Càng lúc đó cái đầu nó biến lắm. Đúng là vậy, mình xỉa. Khi mà nếu người đi nhất á, người nhất là nếu cái động tác này nó có giậm á, ví dụ ngựa là gì nè, thấy không? Thấy không nè? Nếu mà người nó có nhất á, thì các động tác này nó có giậm hết. Bây giờ tôi muốn nguyên bài. Ủa là hết rồi hả thầy? Ờ hết rồi, cái khúc mới vô cái khúc đó là. Giờ cho múa lại cái khúc mới cho chị coi nha. Nè khúc mới là khi nó ra dày xong phải không? Thì chị đứng lên chị lại đưa tay phải vô, chị đẩy ra một cái nữa. Chị ngửa ra một cái nữa. Bây giờ là úp. Rồi nó xoáy vô cái nó xỉa lên trời. Rồi bây giờ nó ôm cái đầu, nhóm lên thả xuống. Rồi cái này cũng là nhóm tới, thả xuống. Ngửa ra, thả xuống. Quanh ra, thả xuống. Nửa sau một thuộc đó, cái này là hết bài thuộc. Khi ngửa ra thuộc hết bài nó làm như vậy, dục xuống, đó là hết bài. Bây giờ tôi muốn cái bài mẫu, chị mở cái clip này ra rồi nhà chị lấy cái máy thì chị quay luôn đi. Những này để vấn đề đó chị quay riêng cho chị á. Yeah. Rồi đại cái này cái chung nó nguyên bản, hoặc là ngắt cái này là cái ngắt quay hai máy thì chắc ăn. Rồi. Máy của máy chui của máy chị luôn. Trời chút xíu này. Ừ. Thầy cái xúc thì quay cái lưng lại, cái lúc mà đưa tay ra sao cái lưng mà sao cái tay này thế nào? Yeah. Vẫn như vậy phải không? Ờ đúng vậy luôn. Tay trái trên tay phải dưới. Ừ, nó đang lại. Ủa đang lại nhau luôn hả thầy? Ừ, đang lại. Còn ngoài trước không có đang. Ngoài trước không có đang. Đó, nó khác cho đó. Cái đang là không cần trước tay trái tay phải. Bây giờ chuẩn bị quán chưa cho tắt bắt đầu hai bên cùng với anh bé lắc về chị tập từ từ tới tập chuẩn luôn. Dạ. Từ tập chuẩn. Nhưng luôn. Mà vậy thầy. Tức là tôi giống như tôi đang bệnh đau đau tôi tập sao? Thầy. Gì? Thí dụ như đó. Tức là bây giờ thầy không giải thích nữa nhưng mà thầy làm thầy phải nói ví dụ như gì nè. Căng. Tức là phải dùng lực căng ra. Ờ. Thả lỏng. Đó có cái đó quan trọng. Rồi. Lúc là giọng chân thì tôi giọng. Giọng nó giọng chân, nhấn gót. Cũng có lâu lâu nhắc chút chút cho. Mình nói cái động tác chính thôi chứ mình không giải thích là máu chảy nữa. Ừ. Dạ. Ừ. Tại vì cái đó nó cũng quan trọng lắm. Đó cái đại của cái bài là bài mẫu số 1 của người bị đau nhất. Giờ tay. Cái này thả lỏng. Đó. Cái này cũng thả lỏng này. Nè thả lỏng nhưng mà cái góc vuông này nó căng xong xoay vô. Cái này là chuẩn bị. Thì làm nó hiện cái nhất hả? Thường nó mới tập gì thường nữa phải lấy sâu xuống thì không nhớ rồi bắt đầu tập hai tay để cái này là căng này là căng hơi vừa ngưng nếu người bị đau nhất này kéo vô thì nhúng cả. Thứ hai, thứ tư là hút giọng cả. À, thứ hai, thứ ba đây là hút và căng ngưng thả giọng cả kể là dây hút là giọng cả kéo xuống dây. Nguyên cả.
ăn một cái gọi là về tay này xuống ấn tay này xuống cái dòng một cái để giữa mình chọc một cái lật ngửa lại là chọc một cái bánh ra vậy chọc một cái đó cái nó khạc ra cái phần hai cái là chọc một cái đại đi ra trong cái giờ úp ra trong một cái xóa đi xìa lại nó trong một cái tay trái đè lên cái bắt hội cái tay đè nhỏ lên giọng một cái đẩy cái tay trái lên đè cho bạn nhỏ lên uống dòng một cái thả tay xuống được đẩy tay trái chậm ra ngoài dòng một cái ngửa ra dòng một cái uống dòng một cái còn ra sau lưng xong bài bây giờ là xỉa để nhận xả độc rồi nó xỉa sau gì làm sao hai cái gì nó khác khi mình thấy nó dễ chịu khi xỉa chờ thôi thật nó đều hết lại nó cái đầu nó bớt đầu cái giống như vậy xong nó khép hai chân ngồi lên hướng người ra nếu người còn nhức à ngửa nhiều lần khi hết bài là buông tay ra giống thực con đào vậy nhỏ lên hướng lưng hướng ngực vuông thu xuống nhẹ nó hết bài nó tập nhẹ về chuyện muốn muốn theo vậy cứ lần hai lần ba lần là các bạn ngồi. Vậy là rõ thì tập theo được. Đó, tập vậy đó. Mới tập vậy. Rồi giờ thầy giải thích đi. Mà bài mới bữa nay đó. Giải thích giống như bông thầy giải thích cho bài mẫu nữa. Ừ, cái bài giải thích nó vậy. Giải thích nha. Nó về cái bài mẫu vậy hả? Cái bài kia mà khi ngửa ra về rồi. Thấy không? Thì chị đưa cái tay phải vô trong vậy cũng vậy nè. Cái này là nó rửa cái nó đem hết mấy cái máu mà nó đau nhất trong này nó đẩy ra đây nó dồn xuống dưới đó thì nó phải nè. Khi mình đẩy vậy thì mình ưỡn cái lưng nè, ưỡn cái ngực, ưỡn cái đầu, nhón cái gót lên, đó, đó. Rồi cái mình khi mình đứng lại vậy, thả cái bụng xuống cả, dòng cực. Tại lên thứ mình duỗi ra mình ưỡn là mấy cái đau đớn nó dồn vô một vô cái cột sống, này. Thả nó dòng cả, thấy không? Rồi vừa vô, rồi kéo vô, rồi đẩy ra vậy, ưỡn lại vậy, cho máu huyết từ dưới nó đẩy lên cột sống lên. Hồi nãy vô rồi đẩy ra vậy để tay phải vô thì tay phải ngửa ra vậy cái này mặt âm mặt dương đẩy tà khí mặt thả những cái sau cái này nè cái hộp cái bài kia là nó dạy cái này nó ấp phút rồi nó làm luôn cái bàn tay vậy đè ra vậy ưỡn này ưỡn lưng ưỡn ngực ưỡn đầu khi máu huyết ở dưới đất nó đưa lên tay rồi đứng lại giọng một cái xong xoáy ha. Thấy cái đầy tay ta lên nhẹ lên duỗi vậy nó xoáy lại đến là nó lăn vậy nè cho cái độc tố giống như mình hơ cái tay cho nó xoắn hết cái độc nó đường thật cái đường nguyên cái vòng tay nó đẩy xuống cuộc sống rồi nhúng cho nó ra hết độc còn cái này là đè cái đầu này thì khi mình đè cái đầu cái cuộc sống nó bị thun lại nè thật đè vừa đẩy lên nó thun lại phải căng nhẹ chúng có bật một cái là nó xả cái độc của cái lúc mình đè xong tôi đẩy lên vậy anh nhỉ tôi nhóm cao lên nè cái đẩy thẳng vậy nè máu nó dồn xuống dòng cái nó tan hết cái tà khí bây giờ cái tay trái nằm trong nó khác rồi nằm trong đẩy rồi
thấy không, cái dây bọc mà là chỗ này nó căng dữ lắm, tại dòng cái nửa thì tại này dòng cái nữa, cái này trở lại nó theo một chu kỳ thứ hai dòng cái nữa. Còn này nó uống giữ cuộc sống, uống cong xuống, xì xuống đất này, khạc chút độc ra đi. Hết bài đang nói sắp có tay vô chúng yên và thở đều xong vân hai cái chân ra, cái chân này thẳng đi, bây giờ là làm cho cái nhượng chân nó căng lên, cái nhượng chân nó căng thì khí độc nó theo cái này nó xuống cái gót xỉa xuống, đó là cái nhức nó bậm mất lên xuống trong đầu mình nghĩ xuống là cái này nó căng lên cái nữa không, lúc khi nào cho nó thoải mái hơn rồi nó đều rồi chỉ cái chân nhiều, cái này là xả đạn xả đập cột sọc xuống ngửa rồi dọc bùm ngửa cái này là chấm dứt dùng xuống tạ kiến đất đó em ạ, đó là bài chỉ đủ là bài gì đó là đủ 27 phút rồi đó, 27 rồi đó, bài số 1 chị tập nếu mà nó hết thì khỏi học qua bài khác tập tuần tuần sau tới không thấy đâu thôi dục là tập hoài khỏi học bài 2 nếu còn đau nó nếu